Riêng cặp đây là hơi VIP nha anh em, hơi VIP. Đây anh em, Buner CS A700. Đẹp nha anh em. Đây là rút một cái cho anh em coi này. Bỏ điếu thuốc xuống, kéo ra nhẹ nhẹ. Đó. Được không? Giờ mà được như vậy anh em đúng không? Quá được vậy chứ. Rồi, anh em nào nhảy vô muốn da mão hay da tết thì tiếp hết nha anh em. Bây giờ là tiếp anh em hết luôn chứ không có mão không cũng kẹt anh em. Cắn này thôi. Im im lặng chết chỗ. Đó, được chưa? Một cặp á anh em ơi, cắn cặp á, Biller này. Bắt cáo.